chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay Minh Châu có một món quà dành tặng cho tất cả quý vị. Đầu bếp ơi! Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay chương trình Món Ngon Mỗi Ngày rất vui mừng đón chào một đầu bếp, đó chính là anh Hoàng Nhân. Xin chào Minh Châu, xin chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho Minh Châu và quý vị khán giả một món ăn được chế biến từ gà, rất dễ làm và hương vị thì vô cùng thơm ngon nữa. Minh Châu có đoán được là món gì hay không? Món ăn làm từ gà thì rất là nhiều mà món nào cũng ngon hết đó. Thôi anh bật mí đi. Để anh bật mí luôn, đó là món gà hấp cải bè xanh. À, món này rất là ngon nè, em đã từng ăn rồi đó, nhưng mà chưa từng làm. Thôi anh giúp em đi. Sẵn sàng thôi, như vậy thì chúng ta bắt đầu nha. Để chuẩn bị cho món gà hấp cải bẹ xanh thì chúng ta cần nửa con gà ta, 15 cọng cải bẹ xanh, một trái ớt sừng, một ít ngò rí, thuốc muối, dầu hào, dầu mè, bột năng, tiêu, muối, đường, nước tương ly sa và hạt nêm Asingon. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ướp gia vị nhé. Chúng ta sẽ cho khoảng nửa muỗng muối, 2 muỗng Asingon. Và chúng ta sẽ chà sát đều vào trong miếng gà. Phần cải chúng ta sẽ cắt khoảng từ 7 đến 10cm, chúng ta cắt xéo như vậy. Ủa, vậy mình bỏ phần lá này hả anh? Tuy là phần lá cải chúng ta sẽ không sử dụng, nhưng mà Minh Châu có thể sử dụng để làm cho một món ăn khác. À, thí dụ như nấu canh cải chẳng hạn. Đúng rồi. Em nhớ chương trình mình cũng đã từng hướng dẫn cái món canh cá rô cải bẹ xanh á. Thì em sẽ dùng cái này để làm thử ha. Đúng rồi. Trong thời gian để cho gà ngấm gia vị thì chúng ta sẽ qua phần sơ chế cải bẹ xanh. Minh Châu đã chuẩn bị nước sôi cho anh rồi đúng không? Dạ, nước đã sôi rồi đây. Rồi, chúng ta sẽ cho một ít thuốc muối. Anh ơi, cái thuốc muối nghe tên lạ quá à, em mới nghe luôn á. Thuốc muối là một chất để khi mà chúng ta cho vào nước sôi để chúng ta trụng phần cải bẹ xanh. Như vậy thì sẽ giúp cho cải bẹ xanh có màu xanh tươi sau khi trụng. Vậy là hay quá, nhưng mà nếu mà trong nhà em không có thuốc muối mà em cũng không có mua được, vậy thì em có thể dùng cách khác được không? Thì Minh Châu có thể sử dụng muối ăn cũng được. À, rất là hay. Quý vị khán giả thân mến, thuốc muối sẽ làm cho cải bẹ xanh của chúng ta có màu xanh rất là đẹp. Nhưng mà nếu quý vị không có thuốc muối thì chúng ta cũng có thể dùng muối ăn bình thường để thay thế cũng được. Minh Châu trụng cải giúp anh nhé. Dạ. Chúng ta sẽ trụng cải trong vòng khoảng 3 phút. Cải được rồi đó Minh Châu. Dạ, rồi em sẽ vớt ra ha. Rồi, cho trực tiếp vào đây. Rồi, xong rồi đây. Khi mình ngâm nước đá như vậy thì cọng cải của mình sẽ rất là giòn nữa. Gà đã ngấm gia vị rồi đó Minh Châu, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hấp gà. Dạ, đây, cái nồi nước cũng sôi rồi nè. Ta cho gà vào hấp. Thời gian hấp gà 15 phút. Trong lúc chờ gà chín thì chúng ta sẽ bắt đầu cắt lát phần ớt. Gà đã chín rồi đó Minh Châu. Minh Châu lấy gà ra giúp anh nhé. Dạ. Đây. Đây. Wow. Rồi, em đặt xuống đây giúp anh. Chúng ta sẽ đợi cho gà nguội và chúng ta sẽ xé miếng lớn. Minh Châu sẽ ướp phần gà này với nửa muỗng Asingon và một ít tiêu. Rồi, sau đó chúng ta sẽ trộn đều lên. Sau đó chúng ta sẽ xếp phần gà lên trên phần cải. Minh Châu giúp anh hấp gà. Chúng ta hấp gà trong vòng khoảng 5 phút nữa. Chúng ta sẽ qua giai đoạn chúng ta sẽ làm sốt. Chúng ta sẽ sử dụng cái phần nước hấp gà lúc nãy mà Minh Châu đã chắc ra từ ở trong cái dĩa gà đó. Chúng ta cho vào trước. Sau đó Minh Châu cho anh 2/3 chén nước dùng vào. Cho nửa muỗng đường. Nửa muỗng đường. Nửa muỗng Asingon. Và nửa muỗng nước tương Lisa. Sao? Bây giờ mình bật bếp được rồi hả anh? Đúng rồi. Chúng ta cho nửa muỗng dầu hào. Chúng ta cho 1/3 muỗng bột năng vào trong sốt. Chúng ta sẽ cho dầu mè vào phần sốt sau khi đã tắt bếp. Làm như vậy thì dầu mè sẽ không bị mất đi chất bổ và sẽ thơm ngon hơn. Dạ. Thơm quá. Đây. Sau đó chúng ta sẽ cho phần rưới phần sốt lên gà. Cho một ít tiêu.
và một cọng ngò. Và điểm vào một bông hoa ớt nữa. Bây giờ anh sẽ mời Minh Châu dùng thử nhé. Mời em. Cảm ơn anh. Em phải chấm với một ít nước tương Lisa cho nó đậm đà hơn ha. Thịt gà rất là mềm, không có bị khô, không có bị bở. Đặc biệt là rất là thấm đều tất cả các gia vị nè. Còn thơm thơm mùi dầu hào, dầu mè với nước tương Lisa nữa. Em đã thích món này rồi đó anh Nhân. Quý vị khán giả thân mến, lâu lâu mình trổ tài làm một món ăn lạ miệng cho những người thân trong gia đình của mình thì thật là tuyệt phải không quý vị? Chúc quý vị sẽ thành công với món ăn này. Và quý vị cũng đừng quên hãy thường xuyên liên lạc với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày để cho chúng tôi thật nhiều những ý kiến đóng góp để chương trình ngày một tốt đẹp hơn. Hộp thư của chương trình là hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc là số điện thoại 061-882-6188. Đó là số của Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto. Còn bây giờ thì Minh Châu và đầu bếp Hoàng Nhân phải nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.